Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi qua một bài mới nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các cái bài thực hành về cách viết cái chương trình cũng như là sử dụng biến ở trong chương trình. Như vậy thì cô sẽ ôn lại cái kiến thức cũ cho mình nhé. Cú pháp khai báo biến là va danh sách biến hai chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Trong đó danh sách biến là danh sách một hoặc nhiều biến được cách nhau bởi dấu phẩy. Kiểu dữ liệu là một trong các kiểu dữ liệu của Pascal. Ví dụ như là va x phẩy y hai chấm ba chấm phẩy là khai báo hai biến x và y với kiểu dữ liệu là pi. Va số nguyên hai chấm integer chấm phẩy là khai báo biến số nguyên với kiểu dữ liệu là integer. Đó. Tương tự như vậy, chiều cao, cân nặng, họ và tên. Rồi, vì trong quá trình thực hành, quá trình làm bài tập, rất nhiều bạn con đặt tên sai mà không biết đặt tên, không biết lưu ở chương trình của mình ở đâu. Đó, cho nên thì cô sẽ hướng dẫn lại cho các bạn lưu cái tập tin, sau đó mở cái tập tin đã có sẵn hoặc là đổi tên tập tin cho đúng nhé. Trước tiên, rất là nhiều bạn chưa có nắm rõ cái phần lưu bài, cho nên cô sẽ hướng dẫn các em lưu bài lại một lần. Đầu tiên, các em phải tạo cái thư mục lưu ở trong ổ D hoặc ổ E hoặc ổ C tùy theo mấy các em có. Chúng ta tạo một cái thư mục họ tên và lớp. Rồi, ví dụ như cô đặt tên của cô học lớp 8 năm, hay là lớp 83 hay 81 chẳng hạn. Đó, Võ Thị Cẩm Linh 8 năm. Rồi đây là cái thư mục. Rồi, sau đó chúng ta vào Pascal. Khi vào Pascal thì chúng ta chọn Window Clone để đóng lại tất cả các cái bài mà đang được mở. Rồi chúng ta chọn File New để mở một cái bài mới. Rồi mình gõ vài dòng thôi. Thử ha, rồi mình lưu bài nè. File Cell để chúng ta lưu bài. Rồi chúng ta lưu ở đâu? Chúng ta gõ đúng đường dẫn đó. Ví dụ D 2 chấm xẹt Võ Thị Cẩm Linh 8 năm. Rồi xẹt mình đặt cái tên file của mình. Tên file phải được viết liền nha các em. Rồi ví dụ như là chu vi HV, chu vi hình vuông chấm path. Đó, nhìn lại D 2 chấm xẹt Võ Thị Cẩm Linh 8 năm xẹt chu vi hình vuông HV đó chấm pass. Rồi như vậy là chúng ta vừa mới lưu xong một cái bài ở trên trên Pascal. Rồi sau đó mình sẽ gõ tiếp tục và ở tên chương trình chúng ta đặt khác tên file nhé, bởi vì Pascal có thể nó sẽ báo lỗi cái trùng tên đó. Rồi như vậy là cô đã hướng dẫn các em lưu bài xong. Chúng ta lưu bài rồi thì chúng ta sẽ mở cái bài ra như thế nào. Rồi ví dụ đây chúng ta đóng hết tất cả các tab nè, Windows Close All nè. Có rất là nhiều bạn đi vào trong cái thư mục này mà mở lên không mở được. Cô ơi con không mở được đó. Đó những cái file chạy, file kết quả khi mà mình chạy rồi thì nó còn lưu giữ. Chương trình nó nằm ở cái file tập tin tên là .path. Như vậy thì chúng ta mở Pascal lên bằng cách là File Open. Chúng ta lưu ở đâu, lúc lưu như thế nào thì chúng ta mở giống như vậy. Đó, D 2 chấm xẹt Võ Thị Cẩm Linh 8 năm xẹt. Có rất nhiều bạn làm bài mà không biết là các em làm ở đâu hết. Cô ơi, có không biết con lưu bài ở đâu. Đó, đây chính là cái chương trình mà mình đã lưu. Chọn File Open để mở. Rồi lại ha, Windows Close All đóng, File Open mở, gõ cái đường dẫn mà mình lưu bài. Pascal không phân biệt hoa thường miễn là chúng ta viết đúng. Rồi như vậy là chúng ta đã mở cái file chúng ta đã lưu xong ha. Rồi Alt F9 để chạy chương trình, hình tròn F9 để biên dịch chương trình. Lưu bài đặt cái tên nó không có đúng thì chúng ta có thể lưu lại như thế nào. Rồi cô sẽ hướng dẫn các em lưu bài lại. Các em chọn file save as, đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã lưu bài lại được rồi, và đặt với một cái tên khác.
Ví dụ như chúng ta lỡ đặt là chu vi thì chúng ta chọn file select đặt là chu vi HP. Đâu có gì khó khăn đâu, đúng không nào? Đó. Để lưu file với cái tên mới thì chúng ta chọn file select, chỉ đơn giản như vậy thôi. Xem kỹ đường dẫn nhé. Rồi, rất là đơn giản khi mà lưu bài với cái tên mới, đúng không nào? Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn mình lưu file trên điện thoại nhé. Đầu tiên thì các em cũng sẽ tạo một cái thư mục ở trên cái app Pascal của mình. Rồi, mình tạo một cái thư mục mới ha. Ví dụ cô tạo thư mục họ tên của và lớp của cô, một lớp 88 chẳng hạn. Rồi, cô vào đồng ý. Rồi, sau đó chúng ta tạo một cái tập tin mới nè, tạo một cái chương trình mới, mình đặt một cái tên. Ví dụ như là chu vi hình vuông gì đó, hoặc là chu vi HV.path. Đối với cái app Pascal này ở trên Android á, thì cô thấy là nó có ghi chữ đổi tên, nhưng mà khi đổi tên thì lại không được hỗ trợ. Đó. Còn cái app Pascal ở trên iOS á, thì cô thấy các bạn có thể đổi tên được, nó lại hỗ trợ được. Cho nên khi mà mình đặt cái tên á, thì chúng ta cố gắng đặt cái tên cho đúng ha. Đặt cái tên file á, cho nó đúng, để mình không phải đổi tên sau đó nữa. Rồi mình gõ cái chương trình. Rồi. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho mình lưu file trên điện thoại là xong rồi ha. Chúng ta qua phần bài tập. Bạn Hoa Thần Vũ đi siêu thị mua dụng cụ học tập. Bạn mua tập và thước. Em hãy giúp bạn viết chương trình tính số tiền phải trả. Biết rằng số lượng tập, thước và giá tiền của một quyển tập và một cây thước được nhập từ bàn phím. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta ra siêu thị mà chúng ta mua 10 quyển tập và 5 cái thước, và mỗi quyển tập giá 10.000 và mỗi cái thước giá 7.000. Như vậy thì chúng ta sẽ tính số tiền mà chúng ta phải trả như thế nào? Có phải là chúng ta lấy số lượng quyển tập nhân với giá tiền của một quyển tập cộng với số lượng cái thước nhân với giá tiền của một cái thước thì chúng ta sẽ ra được kết quả, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ cùng viết chương trình giúp bạn Hoa Thần Vũ tính số tiền mà bạn phải trả nhé. Rồi, công thức cần tính: tổng số tiền phải trả bằng số lượng tập nhân giá tiền một quyển tập cộng với lại số lượng thước nhân giá tiền một cái thước. Rồi, đây chính là cái chương trình của chúng ta. Chúng ta để ý nhé, tập và thước, số lượng tập và số lượng thước là các cái con số nguyên, cho nên chúng ta khai báo kiểu dữ liệu là integer. Giá tập, giá thước và tổng tiền ở nó là những cái con số rất lớn, cho nên integer không thể đủ. Ví dụ như 10.000, 100.000 gì đó. Ha. Rồi như vậy giá tập, giá thước, tổng tiền chúng ta khai báo kiểu số thật là real. Rồi như vậy đầu tiên chúng ta nhập số lượng tập. Đó. Rồi ví dụ như mình lát nữa mình nhập vào 5 quyển tập hay 10 quyển tập gì đó. Tiếp tục chúng ta nhập vào số lượng thước. Chúng ta nhập vào số lượng thước. Ba cái thước hay 5 cái thước hay là 10 cái thước. Sau đó chúng ta nhập vào giá tiền một quyển tập. Đó. Chúng ta read line vào giá tập. Giá tiền một cái thước, read line vào giá thước. Và mình lập công thức tính giống như phía trên này. Tổng tiền bằng số lượng tập nhân với giá một quyển tập cộng số lượng thước nhân với giá một cây thước. Rồi chúng ta in ra, write ra tổng số tiền phải trả. Rồi tổng tiền đó, chúng ta đã có cái công thức tính tổng tiền trên rồi. Tổng tiền bởi vì khai báo cái kiểu dữ liệu của tổng tiền là real, cho nên phía sau phải có hai con số. Con số 4 thể hiện độ rộng của sụt được in ra. Cái này cũng không quan trọng lắm. Ở các em muốn thử và muốn biết rõ hơn cái con số 4 này, chúng ta có thể thay thành số 10, số 20, số 15. À, con số 2 này nó là số lượng số thập phân, chữ số thập phân. Nó là cái số lượng số ở phía sau cái dấu phẩy. Rồi, như vậy là chúng ta chạy cái chương trình này. Ở các em có thể khai báo đặt những cái tên khác cô cũng được, không vấn đề gì, miễn là cái tên phải đúng theo quy tắc đặt tên ở trong Pascal. Rồi. Sau khi chạy chương trình, chúng ta sẽ nhập vào số tập. Ví dụ mình nhập vào là 5.
nhập vào số thước, giả sử chúng ta nhập vào là 4, giá tiền một quyển tập chúng ta nhập vào 10.000, giá tiền một cây thước chúng ta nhập vào 5.000 đó, thì nó in ra tổng số tiền cả, máy tính sẽ tự tính cho mình. Chúng ta đi siêu thị thì chúng ta thấy những cái app để tính tiền cũng dựa trên những cái cách viết này rất là nhiều, đúng không nào? Rất là đơn giản. Bài tập số 2, viết chương trình thực hiện bài toán sau, cho chúng ta số táo, số cam là các số nguyên, tính trung bình số lượng táo và cam. Bài này dễ quá, đúng không nào? Như vậy công thức cần tính trung bình số táo cam sẽ bằng số táo cộng số cam chia cho 2. Rồi, như vậy chúng ta sẽ khai báo những cái biến nào nè. Số táo, số cam là các số nguyên, cho nên chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu là integer. Trung bình số táo cam có phép chia ở đây, cho nên chúng ta sẽ khai báo biến trung bình với kiểu dữ liệu số thực là real. Rồi cũng tương tự như bài lúc nãy, chúng ta nhập vào số táo, read line số táo. Chúng ta nhập vào số cam, read line số cam. Rồi, công thức tính trung bình sẽ bằng số táo cộng số cam chia cho 2, nhớ dấu sẹt nha các em. Rồi, như vậy chúng ta in ra trung bình số táo và cam là tương tự như cái bài trước, bởi vì biến trung bình ở đây được khai báo kiểu dữ liệu số thực, cho nên phía sau phải có hai con số. Các em muốn hiểu rõ hơn, các em có thể đổi thành 2.10, 2.3 chẳng hạn. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái vấn đề này. Rồi, chạy chương trình nhập số táo, ví dụ cô nhập 400, nhập số cam, ví dụ cô nhập 200. Như vậy trung bình số táo và cam sẽ là 300. Bài số 3, hãy viết chương trình thực hiện bài toán sau. Cho độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng của tam giác, tính diện tích tam giác đó. Công thức cần tính, diện tích tam giác bằng cạnh đáy nhân chiều cao chia cho 2. Khi mà những bài không có nói gì về cái kiểu dữ liệu, nó không nói rõ ràng như vậy, thì chúng ta có thể khai báo kiểu dữ liệu nào đó, miễn sao phù hợp với đề bài là được. Rồi, ở đây cô có khai báo hai biến A, biến H là kiểu integer và biến S là diện tích tam giác có cái phép chia, cho nên hiển nhiên nó là kiểu dữ liệu số thực. Tuy nhiên, ở đây các em vẫn có thể khai báo biến A, biến H và biến S luôn, đều là kiểu dữ liệu số thực. Nó không có sai hay không có vấn đề gì hết ha. Và cái tên các em có thể đặt tên khác, không nhất thiết là phải đặt A, H, S hay là đặt giống cô. Đó. Tuy nhiên, các cái tên các em phải đặt nó phù hợp. Nó dễ hiểu và nó dễ nhớ. Rồi, nhập độ dài cạnh đáy tam giác, nhập read line A, nhập vào A, nhập chiều cao của tam giác, read line H, nhập chiều cao. Sau đó, công thức tính diện tích S 2 chấm bằng A nhân H chia 2. Rồi, như vậy, diện tích tam giác sẽ là, đó, tương tự nè, cô thay đổi số 4 thành số 3 rồi nè. Rồi, nhập độ dài cạnh đáy tam giác, cô nhập độ dài cạnh đáy là 10, nhập chiều cao của tam giác, chiều cao tương ứng với cạnh đáy là 7. Như vậy diện tích tam giác sẽ lấy là cạnh đáy nhân chiều cao chia cho 2. Đó, tùy các em ha, các em có thể khai báo toàn bộ A, H và S đều là số thực. Tại vì bài này nó không nói gì cả. Đó. Rồi hoặc là biến A, biến H kiểu integer và biến S là kiểu số thực đều được. Bài 4, hãy viết chương trình thực hiện bài toán sau cho điểm số 4 môn văn toán Anh năng khiếu. Tính điểm trung bình, biết rằng điểm toán văn Anh hệ số 1, điểm năng khiếu hệ số 2. Như vậy thì chúng ta có công thức cần tính điểm trung bình sẽ bằng điểm toán cộng điểm văn cộng điểm Anh. Bởi vì là hệ số 1 cho nên chúng ta không cần nhân, cộng với điểm năng khiếu nhân cho 2. Chúng ta cộng các hệ số lại thì bằng 5, cho nên chúng ta đem cái kết quả này chia cho 5, chúng ta sẽ ra được điểm trung bình. Rồi, ở đây chúng ta sẽ khai báo 5 biến, điểm toán, điểm văn, điểm Anh, điểm năng khiếu và điểm trung bình đều là kiểu dữ liệu real, số thật. Ở đây bởi vì là điểm cho nên nó đều là kiểu dữ liệu số thật real. Chúng ta nhập điểm toán, read line điểm toán, nhập điểm văn, read line điểm văn, nhập điểm Anh, read line điểm Anh, tương tự như vậy nhập điểm năng khiếu. Công thức điểm trung bình sẽ bằng điểm toán cộng điểm văn cộng điểm Anh cộng điểm năng khiếu nhân 2 rồi đem chia cho 5. Sau đó chúng ta sẽ in ra điểm trung bình. Ở đây cô có thay đổi nè. Đó, độ rộng in ra là 10 con số ha. Độ rộng in ra là 10 ký tự. Rồi. Số 1 thể hiện là số lượng số thập phân, đó cái con số sau dấu phẩy bởi vì là điểm, chúng ta chỉ lấy một con số. Rồi, nhập điểm toán, ví dụ cô nhập 8.5, nhập điểm chính cô nhập 9, nhập điểm Anh cô nhập 9.5, nhập điểm năng khiếu cô nhập 8. Rồi, điểm trung bình bởi vì độ rộng
in ra ở đây là 10 ký tự ha. Chúng ta tính nè, 8.6 là có 8.6 là có 3 ký tự. Rồi, cái chỗ điểm trung bình ở đây có một khoảng trắng là 1 ký tự nữa. 8.6 là 3 ký tự. Như vậy in ra độ rộng là 10. Như vậy thì trước 8.6 sẽ có 7 ký tự cộng với một cái ký tự ở chỗ điểm trung bình khoảng trắng nữa là 8. Đó chính là cái cách giải thích về độ rộng in ra. Rồi cô nói lại ha. Số 10 là độ rộng in số ha. Rồi, 10 như vậy là độ rộng in số là 10 ký tự. 8.6 là có 3 ký tự. Như vậy sẽ còn 7 cái khoảng trắng nữa ở trước 8.6, thêm một cái khoảng trắng phía sau điểm trung bình là 2 chấm nữa, là ở phía trước này chúng ta có đến 8 ký tự. Chúng ta có thể thay đổi thành 15, 20, hay 1, 2, 3 gì đó. Rồi, cái độ rộng này nó nhỏ hơn cái số lượng số vẫn không sao nha các em. Rồi, bởi vì cô chỉ lấy ở phía sau dấu phẩy, dấu thập phân một con số thôi cho nó phù hợp với điểm, cho nên đây cô để là số 1, rất là đơn giản và dễ hiểu đúng không nào. Giờ cô sẽ hướng dẫn mình thực hành chi tiết nhé. Giả sử cô lấy cái bài tập này, bài tập mà tính điểm trung bình của văn toán Anh và năng khiếu. Đó, sau khi cô gõ chương trình ALFTF9 cô chạy thì khi mình biên dịch đã đúng rồi. Rồi, hình tròn F9 cô nhập điểm toán. Ví dụ cô nhập là 7.5. Điểm văn 6, điểm Anh là 8.5 và điểm năng khiếu là 9. Thì nó sẽ tính toán để cho ra kết quả là 8.0. Đây, như vậy điểm trung bình là 8.0, rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, bài tập rất là đơn giản. Nó chỉ có khó cái chỗ là khi mà chúng ta khai báo biến. Chúng ta khai báo biến nào ha, thì chúng ta phải sử dụng biến đó. Chúng ta nhập vào biến đó, đồng thời in ra đúng cái tên biến đó. Có rất là nhiều bạn khai báo biến tên là điểm toán, điểm văn, điểm Anh, điểm năng khiếu. Nhưng khi làm, thực hiện lại ghi là điểm, rồi ghi chữ toán. Và đặc biệt là tên biến tuyệt đối không được có khoảng trắng. Chúng ta nhớ ha, quy tắc đặt tên không được có khoảng trắng. Giờ cô sẽ hướng dẫn thật là chi tiết hơn một bài tập để cho các em dễ làm nha. Bây giờ bài tập số 2 là tính trung bình số táo cam. Thì đầu tiên cô, sau khi cô gõ program, tên chương trình, thì cô lưu bài, cô nhấn F2 để cô lưu ha. Hoặc là chúng ta nhấn File Save. Rồi, cô lưu trong ổ D, thư mục Võ Thị Cẩm Linh 83. Rồi, cái này tùy các em tên gì và học lớp nào. Rồi, có thể chấm pass hay là nó máy tính tự tạo đưa chấm pass. Thì cô cứ click vào đây. Đó. Rồi, chúng ta, cái bảng gõ Unikey này nè. Ở bên góc phải á, thì chúng ta chuyển cái chữ V nó thành chữ E để cho chúng ta gõ nó đúng hơn ha. Nó không có bị nuốt chữ nữa. Rồi. Sau khi khai báo tên chương trình, chúng ta khai báo thư viện usage CRT. Để lát nữa chúng ta gõ cái lệnh xóa màn hình. Rồi, một trong những phần rất quan trọng là chúng ta khai báo biến. Và chúng ta khai báo biến số cam, số táo. Đều là kiểu dữ liệu số nguyên hết. Nhưng nếu như số táo hay số cam này nó là một cái con số rất là lớn thì chúng ta sẽ khai báo kiểu real. Rồi, bởi vì biến trung bình được tính là bằng số táo cộng số cam chia 2, nó có xuất hiện phép chia, cho nên biến trung bình ở đây các em sẽ khai báo kiểu số thật real. Còn nếu đề bài không nói gì hết thì chúng ta có thể khai báo tất cả là kiểu số nguyên hay tất cả là kiểu số thật. Rồi, begin end. Rồi, phần thân thường là cô gõ luôn begin end. Rồi, lệnh xóa màn hình CLRSCR. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào số táo. Chúng ta sẽ gõ right. Chúng ta không cần LN nha, không cần là right line, bởi vì nó sẽ xuống hàng không có đẹp. Chúng ta in ra màn hình đen cái dòng nhập vào số táo. Chúng ta muốn in ra màn hình đen, cái màn hình kết quả cái gì thì chúng ta đặt trong cái câu lệnh write. Rồi, nhập số lượng táo. Readline, bình thường cô hay gõ readline số táo ở đây. Tuy nhiên các em xuống hàng để cho khi mà các em gõ trên Android á hay là trên iOS á, nó không có bị quá dài mà mỗi lần mình chụp hình mình chụp không hết. Rồi. Readline số táo. Ở đây có LN rồi, nên sau khi nhập số lượng táo nó sẽ tự xuống hàng ha. Rồi, right. Tiếp tục chúng ta muốn in ra màn hình dòng nhập vào số lượng cam.
Sau đó chúng ta đợi để nhập số lượng cam từ bàn phím, thì chúng ta gõ read line số cam. Rất là nhiều bạn khi ra màn hình đen nói cô ơi sao nó không có ra giống cô, nó các em phải nhập cái số vào thì nó mới ra màn hình đen được, in ra được. Bởi vì mình sử dụng cái lệnh readline là nhập các cái dữ liệu từ bàn phím mà. Rồi, sau khi mình nhập số lượng táo, nhập số lượng cam thì mình gõ cái công thức trung bình. Trung bình của mình sẽ bằng số táo cộng với số cam chia cho 2. Nhớ là sử dụng cặp dấu hai chấm bằng nhé. Rồi, chấm phẩy. Rồi, sau khi mà xong cái công thức tính trung bình, chúng ta sẽ in ra trung bình của số táo và cam là. Chúng ta muốn in ra nội dung mà nó giống hệt như là trên cái màn hình xanh đó, thì chúng ta bỏ cái nội dung đó trong cái cặp dấu giấy đơn, tại vì mình in ra chuỗi mà. Trung bình số táo và cam là. Rồi, phẩy một cái, nhớ phẩy nha. Rồi chúng ta in ra cái giá trị của biến trung bình thì chúng ta gọi trung bình. Bởi vì nó là kiểu real cho nên nó phải có hai con số phía sau. Còn nếu như chúng ta chỉ in ra kiểu integer thì chúng ta không cần những con số phía sau nhé. Rồi, chấm phẩy. Lần này cô để cô đổi nè, cô để 10 và 1. 2.10 là độ rộng của cái con số là 10, 1 là số con số thập phân chỉ có 1 thôi ha. Sau dấu phẩy đây là một con số. Rồi chúng ta ALT F9 để chúng ta chạy chương trình xem mình đúng hay chưa. Mình nhớ nha, trung bình chúng ta muốn in ra cái giá trị thì chúng ta không đặt trong cặp dấu giấy đơn nha, bởi vì nó là số mà. Rồi ALT F9 đúng. Thử nè, lần lại chúng ta bỏ cái dấu chấm phẩy ở đây đi. Chúng ta chạy thử để chúng ta coi sai chỗ nào. ALT F9, chúng ta nhấn Enter 2 lần thì nó báo sai đây. Nó báo thiếu cái dấu chấm phẩy ở phía trên. Khi mà báo thiếu dấu chấm phẩy thì nó không báo ở ngay hàng, mà nó báo ngay hàng phía dưới nha các em. Rồi như vậy các em nhìn lên hàng trên thêm vào dấu chấm phẩy. Rồi ALT F9 đúng. Nhấn Ctrl F9 để chạy chương trình. Rồi nhập vào cái số lượng táo. Đó tới đây là nhiều bạn không biết nhập gì thì mình nhập vào các cái con số. Rồi ví dụ 200. Chúng ta nhập số bất kỳ miễn là đúng với cái kiểu dữ liệu integer ha. Rồi, như vậy trung bình số táo và cam là 250.0. Chúng ta thấy độ rộng của con số lúc này nè, rất là rộng nè, bởi vì nó là 10 ký tự. Rồi chúng ta lấy có một con số sau dấu thập phân thôi, cho nên nó là số 0. Rồi, bây giờ mình chạy lại lần nữa ha. Mình kéo xuống cho nó rộng ra thì có gì mình chụp hình cho cô cho dễ nè, nhấn cái nút ở bên này mình kéo nha. Rồi. Nhập số lượng táo, ví dụ cô nhập 400. Nhập số lượng cam, ví dụ cô nhập 500. Rồi enter, nó sẽ ra trung bình. Như vậy lúc đó mình xong mình sẽ chụp hình cho cô hai cái màn hình, một cái màn hình chương trình xanh nè, nó và một cái màn hình đen lúc nãy, màn hình kết quả. Rồi, đơn giản chưa nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn mình thực hành trên hệ điều hành iOS nhé. Nãy giờ thì cô đã hướng dẫn mình làm trên phần mềm Pascal và app Pascal ở trên hệ điều hành Android. Chúng ta cùng theo dõi trên hệ điều hành iOS thì nó sẽ khác một chút xíu. Rồi khi chúng ta gõ xong chương trình, chúng ta biên dịch chương trình và nó ra kết quả đúng luôn rồi. Thì ở bên input sẽ là nơi mà chúng ta nhập các cái con số. Ở đây chúng ta sử dụng lệnh readline, có nghĩa là xuống hàng, cho nên mình sẽ nhập các con số và mình xuống hàng 20, mình enter 24 chẳng hạn. Rồi, sau đó mình qua output, chúng ta quan sát kết quả. Thì chúng ta thấy rằng ở output những gì mà chúng ta đặt trong cái câu lệnh write hay write line thì nó sẽ in ra cái màn hình kết quả này. Nhập số táo, nhập số cam, trung bình số táo và cam thì nó in ra cho chúng ta kết quả là 22. Nó lấy 20 cộng 24 chia 2. Rồi mình cùng quan sát lại một lần nữa ha. Rồi, rất là đơn giản đúng không nào? Như vậy, khi mà nộp bài cho cô, thì thay vì đối với phần mềm Pascal, phần mềm Re Pascal trên máy tính và app Pascal ở trên hệ điều hành Android, thì hệ điều hành iOS, các con sẽ chụp giúp cô ba màn hình. Đầu tiên là màn hình sổ, là màn hình chương trình. Thứ hai là màn hình input, là màn hình nhập dữ liệu. Và thứ ba là màn hình output, là màn hình kết quả, ha, xem cái kết quả.
Cô có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng như sau. Sau khi thấy một số bạn thực hành thì các bạn nhập các con số ở trên chính cái màn hình chương trình của mình. Như vậy là không đúng nhé. Chúng ta chỉ nhập dữ liệu, hay nói cách khác là nhập số ở màn hình kết quả. Đó, đối với lại Pascal, phần mềm Free Pascal, hay là đối với hệ điều hành Android, đó thì chúng ta sẽ nhập các cái con số này nó ở trên cái màn hình màu đen. Đó, còn đối với lại cái app Pascal ở trên hệ điều hành iOS thì chúng ta nhập ở cái phần input các cái con số này nhé. Tuyệt đối không nhập dữ liệu hay nói cách khác là các số ở trong những cái bài này ở màn hình chương trình, màn hình xanh, cái nơi mà chúng ta gọi các lệnh đó, là chúng ta không có nhập, và chỉ nhập dữ liệu, nhập số ở màn hình kết quả hoặc là ở input đối với lại cái app Pascal trên hệ điều hành iOS. Các em nhớ nhé. Rồi, như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho mình ở các cái bài tập thực hành. Thì bài tập về nhà đây cô sẽ cho các em sau nhé. Tất cả các em, chúc tất cả các em có một cái tuần học thật tốt. Hẹn gặp lại tất cả các em.